MV Bồ Yêu của nữ ca sĩ Bích Phương đã khiến hàng triệu trái tim người hâm mộ thổn thức xin được bỏ bùa. Và không chỉ gặt hái được thành công là nhận được rất là nhiều lượt view trong những ngày đầu tiên mới ra mắt, thì Bích Phương còn đốn tim người hâm mộ khi mà tung ra một bộ ảnh với vẻ đẹp và thần thái được ví von như là một nữ thần. Và cũng từ đây thì rất là nhiều trang cũng như là hàng trăm nhóm lớn nhỏ khác nhau trên Facebook đã đặt ra cái câu hỏi là liệu Bích Phương có động dao kéo trong thời gian thực hiện MV này hay không? Rất nhanh chóng, những bài đăng này đã thu hút hàng ngàn lượt yêu thích cùng hàng trăm lượt bình luận của người dùng. Đa số đều không bất lời ca ngợi và ước muốn có được làn da trắng muốt, gương mặt V-line, bờ môi hững hờ như của Bích Phương. Bên cạnh những ý kiến cho rằng Bích Phương đã dao kéo, nhiều người hâm mộ cũng lên tiếng cho rằng vẻ đẹp của Bích Phương là tự nhiên, bởi từ lâu nay, nữ ca sĩ cũng đã mang vẻ đẹp và thần thái hơn người. Có chăng, thời gian qua, nữ ca sĩ Bùa Yêu chỉ chăm chút thêm cho việc dưỡng trắng da và do các trang điểm tự nhiên khiến người đẹp càng trở nên xuất thần hơn. Và chia sẻ với báo chí thì Bích Phương đã lên tiếng phủ nhận tin đồn dao kéo của chính mình. Nữ ca sĩ còn rất đáng yêu kể lại một chuyện mình vì không vừa bất cứ một chiếc áo dài nào khi tham gia đóng TVC cho một nhãn hàng. Chính vì thế mà Bích Phương đã nỗ lực giảm cân để với mong muốn đem lại hình ảnh đẹp nhất trong MV Bùa Yêu lần này.